Ngày 19 tháng 12, nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận Công an quận 11 đang lập hồ sơ xử lý 38 người tụ tập trong quán karaoke, hoạt động chui để hát hò, bày lắc lúc dịch bệnh phức tạp. Theo nguồn tin, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an phường 9 quận 11 kiểm tra phòng thu âm Happy trên đường Minh Phụng. Trái ngược với vẻ im ắng bên ngoài, lực lượng chức năng phát hiện hơn 38 người, cả nam lẫn nữ, đang tụ tập ăn uống, hát karaoke trong 4 phòng trên nền nhạc chát chúa. Qua test nhanh, công an phát hiện có 8 người dương tính với ma túy. Những người này khai đến đây thuê phòng để hát và sử dụng cần sa và ma túy tổng hợp rồi bay lắc. Được biết, quán này đã hoạt động được một thời gian và hoạt động xuyên đêm, trá hình dưới hình thức phòng thu âm. Hiện vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.